Rồi tiếp theo chương trình sẽ là thử thách bẻ đồ long đao tại phòng gym này, tại phòng gym cọ này. Thì ai mà bẻ được cái đồ long đao này mình sẽ tặng hai cái áo của áo giống như mình mà đang mặc này. À, đẹp không? Hai cái nha. Bẻ được cái này sẽ tặng được hai cái áo như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn ở đây thử. Ai tham gia được thử cho vui rồi. Anh tham gia không anh? Thử thôi, bày thử, không nổi thôi. Anh này ví dụ anh này cái cách bẻ này. Ví dụ mình I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own. Mẹ. Lên là bị bung ra liền. Chịu. Em thử bạn, bạn thử em. Bạn không giúp bạn. Em thử nè. 100. Quá dữ. Quá dữ. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Dự xong rồi đưa lên nữa. Ê, chứng thường căng. Thử em. 100 kg. Thử. Không được thôi gì đâu. Thử, buồn quá lằng chịt luôn. Cầm cái tay không thấy ớn rồi. Rồi giữ im. Lên. Wow. Quá xuất sắc. Rồi. Mạnh hơn anh luôn. Mẹ. Rồi. Là áo đen hay là hai cái áo này hay là một áo đen một áo này? Rồi ok. Rồi. Wow. Quá khỏe luôn. Đấy có một đứa bạn được đấy. Em bạn không em? Bạn. Thằng nó bạn được kia. Ê bạn em ơi. Bạn này bạn có hai áo. Thằng đi bạn được mà em bạn được quá. Nói chung là một phòng phòng có một đứa bạn là ok lắm rồi. Phòng phòng chiều nay hơi vắng à. Phòng chiều nay hơi vắng. Có vài bạn bạn không nổi nhưng mà mình sẽ khuyến khích. Mình sẽ tặng một cái áo cho những người đã từng thử. Đây. Em Dũng. Làm em cái áo. Rồi anh. Anh đi. Tặng anh cái áo anh. Giặt mình giặt khuyến khích. Mẹ gần được. Rồi ông chú nữa. À, chú. Khuyến khích một cái áo.
Ai chơi không? Ai bại đâu, bại phải vô được ngay, vô được không cần phải giữ, không cần phải giữ, nhưng mà bại vô được là được báo cáo. Hai em vô. Vô được ngay, phải cố gắng nghe. Anh này, nắm này em nhấn xuống đuôi nè. Nhấn xuống đuôi á, rồi em dựng lại, cố gắng ép sát vô. Nhấn xuống đuôi mạnh. Rồi, em vô. Cố lên. Cái nữa. Lên. Mọi người vô cổ vũ luôn. Những bài quá trời vô cổ vũ cho vui. Ừ, tặng em cái hát luôn. Thôi tưởng đâu bảy người khỏe quá trời. Rồi, còn một cái cuối cùng này, thử đi. Chê áo à. Bạn không được vượt được tặng. À Dương qua đây. À, vận động viên vượt tay đó. Wow. Tôi vượt tay. Bố mẹ em. Cố gắng các bạn đi nghe. Vô em. Giờ đồ nặng lên. Giờ đồ nặng lên. Bố tư bố tí bố đuôi đi. What the fuck? Rồi anh chờ xí nắm nắm. Chờ xí rồi. Anh lột cái áo trong đưa cho em đúng rồi. Anh lột luôn. Tặng ngay hai áo luôn. Xứng đáng quá không? Quá xứng đáng luôn. Rồi, kết thúc chương trình hết áo luôn. Mình lột áo luôn rồi đó. 2, 3 1 2 Wow 4 5 6 7 8 Tập đi, mà ngay mà các bạn được cờ chấm tư ấy chắc luôn. Hôm nay kết thúc chương trình hôm nay tại đây nghe, hết áo luôn rồi, mình lột áo mình đi luôn rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã tham gia thử thách nghe. Rồi cảm ơn các bạn nghe. Rồi cảm ơn chú. Rồi cảm ơn anh em. Rồi anh em làm vô ý không. Rồi bây giờ hét lên.